Chào mừng các bạn đến với Way to Way Horror. Nếu nói về một series phim chính kịch về những kẻ sát nhân hàng loạt có thật, hẳn là các bạn hoặc là nhớ ngay đến The Jeffrey Dahmer Story, hoặc là cảm thấy khó chịu khi những nhà làm phim cố gắng kịch tính hóa những kẻ sát nhân và khiến khán giả dành tình cảm cho những con quỷ này thay vì ghê tởm họ. Mà có thể là các bạn sẽ cảm thấy cả hai. Do đó vào hôm nay, chúng tớ sẽ giới thiệu cho mọi người một series chính kịch về một kẻ sát nhân có thực, nhưng không hề kịch tính hóa sự kiện mà khiến chúng ta sợ hãi trong âm thầm và ám ảnh người xem đến mức phát hoảng trong im lặng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nói về Days. Let's go! Ta cùng bắt đầu câu chuyện vào lúc vụ án được mở ra. Đó là vào sáng ngày 9 tháng 2 năm 1983 tại London. Vị thám tử, trưởng thanh tra Peter Jay nhận được một thông tin về việc có xương người trong đường ống thoát nước của một căn hộ tên Cranley Garden. Theo tìm hiểu, ống nước này dẫn lên căn hộ của một người tên Dennis Nelson trên tầng số 3. Các thám tử thanh tra chờ tại căn hộ cho đến khi người chủ căn hộ trở về và thông báo với anh rằng họ đến để tìm hiểu về ống nước bị tắc. Và để có thể hỏi han kỹ càng hơn, các vị thám tử xin phép lên phòng riêng của Nelson để có không gian riêng. Tại nơi này, họ lập tức ngửi thấy một mùi kỳ lạ nồng nặc trong phòng. Biết ngay đây là mùi gì, vị thám tử Jay lập tức hỏi Nelson rằng phần còn lại của thi thể đâu. Trong tủ quần áo, Nelson trả lời. Jay lập tức yêu cầu trợ lý Steve McCasher kiểm tra. Và đúng thật vậy, trong đó là những phần cơ thể bị mổ xẻ. Dennis Nelson bị bắt ngay lập tức. Trên xe cảnh sát, vị thanh tra McCasher hỏi tên sát nhân liệu những gì còn sót lại trên căn hộ là của một hay hai người. Tên sát nhân trầm ngâm và trả lời. 15 hoặc 16, tôi nghĩ thế. Tại đồn cảnh sát, các thanh tra đã gọi riêng một luật sư để hỗ trợ tên Nelson trong việc phỏng vấn. Tuy nhiên, gã sát nhân hàng loạt không ngại ngùng gì mà trả lời một cách thật thà mọi câu hỏi được đưa ra, mà không màng gì đến lời khuyên của vị luật sư bên cạnh. Mấy người sẽ tìm được thêm trong cái hộp trà trong phòng ngủ của tôi, rồi ở ngăn kéo lật trong phòng tắm của tôi có phần còn lại của ba người tại đó. Và hắn nói tiếp. Tại số 192 Melrose Avenue, đường N2, mấy người sẽ tìm được 12 hoặc 13 người còn lại từ năm 1978. Cuộc phỏng vấn đó được thực hiện vào năm 1983, tức là trong 5 năm. Tên ác quỷ này đã sát hại ít nhất 15 người, mà hắn còn không nhớ được hết tên các nạn nhân của mình. Rằng tên quái vật này chỉ vừa gặp họ một lần duy nhất, mà nơi gặp gỡ cũng chẳng liên quan gì nhau. Đó có thể là trên đường, trong quán bar, trên phố. Theo lời Nelson, một vài trong những nạn nhân là người vô gia cư và bị nghiện thuốc. Nó như bệnh dịch ấy, thật đáng buồn. Hắn trả lời, à anh biết đấy, cái chính phủ chết tiệt này chẳng làm được gì cho họ cả. Nelson tiếp tục trả lời những câu hỏi sau đó về nạn nhân. Theo hắn cho biết, tất cả nạn nhân đều là nam, không rõ tuổi, chỉ biết một số người trẻ hơn những người khác. Phương thức giết người luôn là siết cổ tại nhà riêng, cụ thể là ở trên giường, với các nạn nhân đều đến nhà hắn một cách tự nguyện. Điều này đã làm các thanh tra lưu ý và thám tử Jay đã hỏi. Were they all homosexual? Don't remember asking them. Are you homosexual, Mr. Nelson? Well, for the sake of convenience, you should probably class me as homosexual. If that's actually true, I'm not so sure. Rồi họ tiếp tục về chủ đề án mạng. Nelson cho biết, trong 3 thi thể được tìm thấy tại Cranley Garden, người cuối cùng đã bị sát hại vào 3 tuần trước đó. Những người còn lại thì đã khoảng 1 năm rồi. Tất nhiên là những thi thể lâu năm thì đã được xử lý gần hết, và phần còn lại chỉ như cái đĩa bẩn sau bữa tiệc mà thôi. Riêng các thi thể tại Melrose thì được xử lý khác, vì tại đó hắn sống ở tầng trệt với nhiều không gian dưới sảnh để đựng đồ và một sân sau sau khi được giải phóng mặt bằng. Khi các thi thể dần chất đống và bốc mùi, thì cứ vào cuối tuần, Nelson sẽ tự chuốc sau bản thân để không còn bị bận tâm với mùi hôi thối. Và rồi kéo các thi thể từ dưới sàn lên, bỏ vào các túi nhựa đựng rác để không gây bừa bộn. Rồi đem những túi nhựa vào nhà bếp để mổ xẻ và phân xác trong đó. Nhiều lần đến mức, hắn có đủ kiến thức để phân xác thế nào cho ổn và trở nên thành thạo với việc đó. Sau khi làm việc đó xong, hắn sẽ bọc những phần thi thể vào một chiếc thảm cũ rồi đem đốt. Và để tránh gây mùi lạ, Nelson luôn đặt một cái lốp xe lên trên, khiến mùi cao su xác át đi mùi thịt người.
Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi phanh thây người, hay lục sọ, hay đốt xác đâu. Tôi làm thế vì bắt buộc thôi. Nhà tôi chẳng còn chỗ nữa. Nelson nói thêm bằng một giọng bình thản. Mỗi lần làm thế, hắn chẳng bao giờ đếm số xác người hay biết tên họ để mà trả lời các thanh tra. Đó là điều tôi hối hận. Thật đấy, tôi ước gì tôi nhớ tên họ để có thể nói cho các anh. Tên sát nhân nói thêm. Tôi phải hỏi rằng, vị luật sư lúc này mới dám lên tiếng. Tại sao anh làm tất cả chuyện này? Tôi không biết nữa. Nelson ngập ngừng. Tôi khá là hy vọng các anh có thể nói cho tôi biết đấy. Cuộc phỏng vấn tiếp tục với những lời khai của Dennis Nelson về cách thức giết các nạn nhân. Hắn miêu tả trơn tru từng vụ giết người một, với ngoại hình từng nạn nhân một, rằng hắn đã say bí tỉ thế nào, cười đùa với nạn nhân ra sao, hay họ có đặc điểm ngoại hình nào đáng lưu ý. Những lời khai thì không có nghĩa lý gì nếu Nelson không có một cái tên rõ ràng để xác nhận 15 người hắn đã giết bao gồm những ai. Và như thế, các cảnh sát lên đường truy lùng để xác nhận các cái tên đó. Còn Nelson thì bị tạm giam cho đến khi bằng chứng được xác thực. Và hành trình của các cảnh sát đã không được trơn tru cho lắm. Tin đồn về xương người trong ống nước thải đã bị người dân truyền tai nhau rất nhanh. Báo giới đã chụp lại cảnh cảnh sát thu nhặt chứng cứ từ căn hộ Cranley Garden. Việc khám xét nơi làm việc của Dennis Nelson không được cho phép vì đồng nghiệp của hắn cho rằng Des là cái biệt danh họ gọi Nelson, không thể nào là người làm những việc như thế, nên các cảnh sát cần có giấy phép từ cấp trên. Mặt khác, họ cũng tìm thấy thông tin rằng Dennis Nelson từng là cảnh sát tại Willesden, phía tây bắc London, và đã rời vào năm 1973, tức 10 năm trước khi mảnh xương người được tìm thấy. Trong buổi phỏng vấn ngay sau đó, chính Nelson cũng xác nhận điều này, vì lý do hắn không khai báo trước đó là do khi còn làm cảnh sát thì hắn không hề giết người, nên chi tiết đó không liên quan. Cuộc phỏng vấn quay lại những cái tên, bắt đầu từ nạn nhân cuối cùng mà được biết là người Scotland. Nelson trầm tư hồi lâu và buột miệng. Stephen, tên là Stephen. Và điều này đã khiến vị luật sư lo lắng, bởi vì thân chủ của ông đang tự đưa mình lên vành móng ngựa quá nhanh. Nhưng Nelson từ chối những lời khuyên giữ bí mật. Gã chỉ muốn xong chuyện bóng bóng này và lịch sự yêu cầu vị luật sư rời đi. Và cuộc phỏng vấn tiếp tục với việc Nelson sát hại Stephen. Hắn kể rằng gã đã gặp người kia trong một tiệm McDonald's và đã không được ăn trong nhiều ngày. Nelson không thể từ chối giúp đỡ được và đưa Stephen về nhà, cùng say xỉn cười đùa và chia sẻ quá khứ cho nhau nghe. Tôi không hề nghĩ tới việc, Nelson ngập ngừng, làm hại cậu ấy. Nhưng các anh biết đấy, tôi không có gì ngoài việc quan tâm và lưu tâm với tương lai và nỗi đau trong đời của cậu ấy. Sau đó tôi thấy quần cậu ta đẫm nước tiểu, nên tôi muốn tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy. Tôi cởi quần áo cậu ấy ra. Và tôi nhớ là hơi khó khăn chút với cái quần chật trội ướt nhẹp của cậu ta. Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã trần truồng trên chiếc ghế bành của tôi và cậu ấy chỉ tè dầm thôi. Rõ ràng cậu ta đã không được ăn một bữa tử tế trong nhiều ngày rồi. Có những vết rạch sâu ở hai bên đùi, vết thương vẫn mờ. Nên rõ ràng là cậu ta đã cố gắng tự sát. Và tôi đã nhẹ nhàng bế cậu ấy vào bồn tắm và bôi bột tan lên người để cậu ta trông sạch sẽ hơn. Và thực sự, cậu ấy trông tuyệt vời lắm. Trông như bức tượng điêu khắc bởi Michelangelo vậy. Câu chuyện ngừng lại với việc thanh tra yêu cầu một cái tên thực sự. Nelson cố gắng nhớ lại cái họ sặc phương ngữ Scotland của người nạn nhân. Rồi hắn nhớ ra, nó là Sinclair. Tuy nhiên, thanh tra Peter Jay không phải dạng người muốn mạo hiểm. Nếu Stephen Sinclair là một kẻ nghiện ma túy, khả năng rất cao cậu trai này đã có tiền án trước đó. Jay yêu cầu cả văn phòng cảnh sát tìm thông tin về cậu trai này, đề phòng việc Nelson không nhớ chính xác hay thậm chí là nói dối. Họ cần hành xử như những cảnh sát gương mẫu hơn bao giờ hết. Đặc biệt là nếu người đàn ông kia thực sự đã giết 15 mạng người trong nhiều năm qua và không lần nào bị phát giác. Một điều kỳ lạ về Dennis Nelson rằng nếu hắn là một tên giết người hàng loạt thì hắn vẫn quá tử tế. Nelson chất vấn những cảnh sát vì đã nhốt chú chó già của mình vào trại giam, trong khi kẻ có tội duy nhất là gã. Cùng với đó, Nelson cũng lịch sự yêu cầu một tờ báo để đọc tin tức về mình. Có lẽ với những cảnh sát, người đàn ông này cũng quá chân chất và tử tế để có thể xem là kẻ đã sát hại 15 mạng người khác. Hồ sơ về Stephen Sinclair nhanh chóng được tìm thấy và cậu trai trẻ cũng chỉ mới vừa qua 20 tuổi với những vấn đề nhân cách nghiêm trọng cũng như tiền án lạm dụng ma túy và hiện tại có thể là thi thể duy nhất còn chút khả năng nhận dạng. Theo lời vị bác sĩ pháp y, những tử thi từ tên Dennis Nelson đã được mổ xẻ ở trình độ kỹ năng cao
đến mức tìm ra được phần nào gắn với phần nào khá dễ dàng. Với tử thi của nạn nhân cuối cùng, đầu của nạn nhân đã bị đun sôi đến mức không thể nhận dạng. Và may mắn là trong các ngón tay đã bị phân hủy quá nặng, vẫn còn một ngón có thể nhận diện được dấu vân tay. Bên cạnh đó, việc khám nghiệm cũng cho một thông tin về cái chết của nạn nhân. Tuy nạn nhân có dấu vết bị thắt cổ, nhưng kết quả khám nghiệm lại cho thấy phổi của tử thi đầy nước, rằng nạn nhân đã bị chết do đuối nước. Cùng với đó, họ cũng nhận thấy nạn nhân bị viêm gan B, là một căn bệnh phổ biến của những người bị nghiện heroin. Những liên kết của tử thi với nhân vật Stephen Sinclair đã dần khó có thể chối cãi, và việc đối chiếu dấu vân tay đã được các cảnh sát đến với kết quả cuối cùng. Dennis Nelson đã chính thức bị bắt giữ với tội danh sát hại Stephen Sinclair bằng cách dìm nước đến chết. Giờ đây, hắn sẽ được áp giải đến Melrose Avenue để có thể nhận diện nơi hắn đã hỏa thiêu các nạn nhân khác, và tên sát nhân không chống đối bất cứ điều gì. Cùng lúc đó, giới truyền thông cũng đánh hơi được vụ án về xương người trong ống nước và đã bao vây khắp trụ sở cảnh sát. Những thanh tra liền tìm mọi cách để che giấu thân phận cho Dennis Nelson, nhưng lúc này hắn vẫn dõng dạc. Và thế là hình ảnh kẻ sát nhân Dennis Nelson bị áp giải bởi cảnh sát đã lọt vào ống kính truyền thông. Thanh tra Jeff Chambers ở lại như bộ mặt của cảnh sát để trả lời các tay phóng viên và nhà báo. Tất nhiên là với những thông tin được chọn lọc, rằng kẻ mang tên Dennis Nelson giờ đây đã chính thức bị bắt giữ với tội danh sát nhân. Hắn tập trung vào những con mồi là đàn ông và đã hành động trong 5 năm trở lại. Đó là tất cả thông tin mà ông cho phép cánh truyền thông được biết, và chắc chắn rằng truyền thông không phải đồng minh đáng tin cậy của họ. Về phần Dennis Nelson, hắn đã được áp giải đến sân vườn của khu nhà Melrose Avenue. Tôi nhớ những mùa hè ở nơi này. Cho đến khi thanh tra Jay hỏi về vị trí hắn đốt lửa, Nelson đi một lúc rồi dập chân ở giữa khu vườn để chỉ nơi cần kiểm tra. Như thể hắn đang chơi trò tìm kho báu với cảnh sát. Những cảnh sát khác áp giải tên sát nhân về trạm gần đó sau khi đã xác nhận vị trí. Và lúc này, thanh tra Steve McCusher với thì thầm một lời đồn về Dennis Nelson với thanh tra Peter Jay, rằng lý do thật sự hắn bị đuổi khỏi sở cảnh sát là do có người bắt gặp hắn thủ dâm trong nhà xác. Cùng lúc đó, phía truyền thông, tin tức về tên sát nhân dụ dỗ đàn ông Dennis Nelson đã được lan rộng. Tin tức này đã đến tai một nhà văn tên Brian Master, một người mà bạn nên ghi nhớ vì sau này ông có vai trò rất quan trọng. Hai thanh tra Peter Jay và Steve McCusher tìm đến nhà của ông bà Sinclair, chính là phụ huynh của Stephen Sinclair. Mặc dù đã gần như từ mặt với con trai, nhưng khi nghe tin Stephen Sinclair đã chết, hai ông bà Sinclair vẫn không thể không đau khổ. Ma túy khiến con trai họ thay đổi, khiến mái ấm này trở thành nhà trọ, ngân hàng hay thậm chí là nhà tù đối với Stephen. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn là con trai của ông bà Sinclair mà thôi. Khi truyền thông đã vào cuộc và khai thác thông tin về kẻ sát nhân tên Dennis Nelson càng lan rộng, thì Brian Master càng cảm thấy khó hiểu về hắn. Một mặt, người đàn ông này trông thật bình dị và khiêm tốn. Nhưng theo hướng khác, những tội ác mà hắn gây ra lại khủng khiếp, khó diễn tả nổi thành lời. Việc cả hai yếu tố này cùng có cùng trong một con người thật khó diễn tả. Rằng điều gì đã khiến hầu hết con người tiến xa trong cuộc đời mình, và rồi lại khiến Dennis Nelson đi theo con đường ngược lại như thế. Câu hỏi này dường như chỉ dần lớn lên trong suy nghĩ của vị nhà văn. Việc truyền thông tìm được thông tin rằng tên sát nhân Dennis Nelson từng là cảnh sát đã khiến công việc định danh nạn nhân của sở cảnh sát ngày càng khó khăn hơn, khi việc các cảnh sát không có tin tức gì về một kẻ giết chết 15 mạng người suốt 4-5 năm mà không ai phát giác được gì về tội ác của hắn, chỉ thêm khiến người dân ghét bỏ cảnh sát. Nhưng có lẽ là may mắn vẫn còn mỉm cười đối với họ, khi vào lúc khó khăn này, đã có một người đến gặp chính thanh tra Peter Jay để tố giác Dennis Nelson. Dennis Nelson đã cố giết tôi. Dennis Nelson tried to kill me. Họ từng gặp nhau trong một quán pub tại Soho, không đi xa hơn vì người thanh niên này không phải người đồng tính. Lúc đó, Nelson đi chung với một nhóm người, có lẽ là bạn hắn. Sau khi tính tiền, hắn mời gọi mọi người về nhà để cùng uống thêm. Nhưng cuối cùng, chỉ có người thanh niên và Nelson đi chung về nhà con quỷ. Người thanh niên đã bất tỉnh sau đó, và khi tỉnh dậy, anh nhận ra Nelson đã trói chân mình bằng cà vạt của gã và cố gắng thắt cổ người thanh niên bằng cà vạt của chính anh. May mắn là người này đã chống chọi lại kẻ sát nhân thành công và vật hắn xuống đất, nhưng Nelson bỗng hét lên, như thể hắn mới là nạn nhân từ đầu vậy.
Chuyện này đã xảy ra vào lúc nào vậy? Vị thanh tra hỏi. 3 năm trước, thanh niên trả lời rằng anh đã cố quên nó đi, nhưng khi thấy khuôn mặt của kẻ sát nhân trên mặt báo, tất cả ký ức này đã quay lại với người thanh niên tội nghiệp. Tại sao anh không báo cáo với cảnh sát? Vị thanh tra hỏi tiếp. Tôi đã làm ngay lập tức ấy chứ. Người thanh niên trả lời, họ đưa tôi quay trở lại và ở đó trong 5 phút. Họ nói chuyện với Nielsen và rồi xem đó như chuyện vặt vãnh của đôi lứa yêu nhau. Họ không muốn dây dưa với mấy đứa như vậy. Họ thậm chí còn xin lỗi vì làm tốn thời gian của hắn rồi đưa tôi về nhà. Khi nghe câu chuyện, thanh tra Jay càng thêm lo lắng về sự nghiêm trọng của vấn đề, rằng họ đã được biết về 15 vụ án do chính tên sát nhân xác nhận, với 14 người vẫn chưa được nhận diện. Nhưng với sự khai báo của người thanh niên này, có lẽ số lượng nạn nhân thực sự của Dennis Nielsen không hề dừng lại ở con số 15. Song song với công việc định danh nạn nhân của cảnh sát, ở phía bên kia, nhà văn Brian Master đã đang làm công việc điều tra về tên sát nhân của mình. Ông biết được rằng Nielsen là một người nhạy cảm và yêu thơ ca. Và khi yêu cầu được phỏng vấn, kẻ sát nhân đã cho phép ngay. Khác hẳn với sự lo lắng của nhà văn về một kẻ sát nhân muốn giấu đi sự khát máu bằng một vỏ bọc tử tế. Khi gặp gỡ Dennis Nielsen ngoài đời thật, sự lịch thiệp của kẻ mang danh giết người đã làm Master không khỏi ngạc nhiên. Khi hắn nhẹ nhàng bắt tay, xin vị nhà văn một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhận xét về chính trị và cho biết bản thân đọc sách của chính ông. Và thay vì để vị nhà văn nhận xét về bản thân, Nielsen đã nhìn nhận và nhận xét về Brian Master một cách sâu sắc đến đáng sợ. Khi chỉ thông qua ngữ điệu của vị nhà văn, tên sát nhân đã bóc tách được sự thiếu chân thành và che giấu về bản thân của Master, và gã đã lập nên một lớp phòng thủ. Brian Master đi thẳng vào mong muốn được viết sách về Dennis Nielsen. Và khác hẳn với những kẻ sát nhân hàng loạt với những tâm lý tự cao và khao khát danh tiếng, tên Nielsen lại thắc mắc về ý định của vị nhà văn. Sự yêu thích của mọi người với những thứ rùng rợn luôn làm tôi ấn tượng, kẻ sát nhân bày tỏ. Bởi chúng ta đều có những bộ xương chui rúc trong tủ quần áo của mình. Anh biết đấy, những bí mật mà chúng ta không dám kể với bất kỳ ai. Nên là làn sóng lên án công khai tự cho mình là đúng đã xảy ra. Trong khi đồng thời, mọi người cứ nói đi nói lại về nó. Họ tiêu thụ và đam mê nó, như thể sự thật ngay trong tầm tay mình. Trong khi đó, tôi bị bỏ lại đây để mục rửa, trong khi những người khác kiếm lợi từ tôi. Vị nhà văn nhượng bộ và cho rằng sẽ chia phí hoa hồng nếu Nielsen muốn, nhưng hắn không muốn đồng nào từ chuyện này cả. Tôi chỉ không muốn những cậu trai tội nghiệp kia bị bóc lột thôi, Nielsen cho biết. Nếu anh định lấy thông tin từ những tên khốn lá cải tít giật gân đó, cái lũ dối trá về tôi mỗi ngày đó, thì chúng ta có thể nói lời tạm biệt ngay bây giờ, Brian. Tôi có trách nhiệm phải kể câu chuyện của mình và của họ một cách chính xác. Phản ứng mạnh mẽ của người ngồi đối diện đã làm nhà văn nhượng bộ. Ông nhẹ giọng giải thích về ý định của mình, rằng ông không đến đây với mục đích viết chuyện kinh dị hay ma quái. Ông không đến đây để giải thích, vạch trần hay bào chữa. Ông đến đây để lắng nghe và tìm hiểu về vùng xám của con người mang tên Dennis Nielsen, thông qua câu chuyện trưởng thành và thay đổi của người đàn ông này một cách khách quan và công bằng. Những lời này đã làm kẻ sát nhân an tâm và hai người đạt được thỏa thuận, như đã đảm bảo về sự tin tưởng của mình. Dennis Nielsen nói về Brian Master, hãy gọi tôi là Dez. Và đó là tóm tắt tập đầu tiên của miniseries Days về tên sát nhân hàng loạt Dennis Nielsen. Bạn nghĩ gì về cách tên sát nhân hàng loạt được khắc họa trong bộ phim này? Và liệu bạn có muốn chúng tôi tiếp tục thực hiện video về quá khứ của tên ác quỷ này không? Thì hãy bình luận xuống phía dưới, cũng như ủng hộ chúng tôi nhé. Và giờ thì Way to Weird out.